đang xem phim mai ngoài rạp, cô gái hú hồn khi thấy công an ập vào kiểm tra. Mới đây, một cô gái trong khi đang ngồi trong rạp để dõi theo bộ phim mai đang nổi đình nổi đám thì bất ngờ bộ phim bị dừng lại ngay phân đoạn cực kỳ gay cấn. Đèn được mở sáng lên, từ ngoài cửa phòng chiếu phim, một nhóm các chú công an chậm rãi bước vào. Với thái độ vô cùng hòa nhã, các chú công an bắt đầu đi một vòng, nhìn một lượt rồi kiểm tra hành chính, giấy tờ của một số người có dấu hiệu nghi ngờ dưới 18 tuổi và mời khỏi rạp phim. Được biết bộ phim Mai được gắn mác 18+, những nam thanh nữ tú dưới 18 tuổi sẽ không được xem. Tuy nhiên, thời gian vừa qua vẫn có nhiều bạn trẻ chưa đủ 18 tuổi nhưng vẫn hiên ngang bước vào rạp. Thế nên cơ quan chức năng phải tổ chức rà soát và kiểm tra hàng loạt để thắt chặt lại quy định đã đề ra. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip cũng không khỏi cảm thấy hoang mang. Một số người còn bày tỏ cảm giác hụt hẫng khi đang đến đoạn cao trào của phim thì lại bị gián đoạn. Một số bình luận được mọi người để lại nói chứ càng cấm thì mấy đứa dưới 18 tuổi càng tò mò muốn xem và sẽ tìm cách để được đi xem. Chắc là có người tị hiềm rồi chỉ điểm chứ sao người ta biết mà tới kiểm tra như vậy. Ban đầu tôi cũng do dự tính sẽ đi coi phim mà thấy cảnh này nên khỏi coi phim này luôn quá. Ở thành phố kiểm tra gắt vậy chứ dưới quê tôi là vô cho xem hết luôn, bất kể từ già tới trẻ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.